quý khán giả, luật chứng khoán sửa đổi có làm khó nhà đầu tư không? Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư tài chính phân tích trong bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Mới đây, Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán năm 2019. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, luật chứng khoán hiện nay bộc lộ nhiều bất cập từ đó, luật sửa đổi có nhiều đề xuất mới nhằm bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều đề xuất của Bộ Tài chính được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá là không phù hợp, thậm chí gây khó cho nhà đầu tư và cả doanh nghiệp. Một trong những đề xuất được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất được Bộ Tài chính đưa ra về khái niệm nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo đó, đối với cá nhân được gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp, thứ nhất phải tham gia đầu tư trong thời gian tối thiểu 2 năm, có tần suất giao dịch tối thiểu 10 lần mỗi quý trong 4 quý gần nhất. Thứ hai, có thu nhập tối thiểu 1 tỷ đồng một năm trong 2 năm gần nhất. Thứ ba, nếu tham gia mua và bán trái phiếu doanh nghiệp chuyên lẻ, phải là tổ chức theo quy định tại khoản 1, điều 11, luật chứng khoán. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhà đầu tư chuyên nghiệp phải có tần suất giao dịch tối thiểu là 10 lần mỗi quý trong 4 quý gần nhất là không phù hợp. Bởi như vậy sẽ gây khó khăn cho các nhà đầu tư cá nhân khi họ có định hướng nắm giữ cổ phiếu lâu dài, thì đương nhiên ít phát sinh giao dịch thường xuyên. Hay như các quy định hiện nay về điều kiện để nhà đầu tư cá nhân tham gia mua trái phiếu phát hành riêng lẻ rất chặt chẽ, đảm bảo họ là những nhà đầu tư có đầy đủ năng lực tài chính và có trình độ chuyên môn. Do đó, việc bổ sung quy định muốn tham gia đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ phải là nhà đầu tư tổ chức sẽ giới hạn sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân, đi ngược lại với chủ trương khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân vào thị trường chứng khoán. Có thể nói Khung pháp lý hiện nay đã quy định rất chặt chẽ các điều kiện để doanh nghiệp có thể thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng. Tuy nhiên, dự thảo Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi bổ sung doanh nghiệp chào bán trái phiếu phải có tài sản bảo đảm hoặc được bảo lãnh ngân hàng theo quy định của pháp luật. Liệu có tạo thêm rào cản? Theo ý kiến của các chuyên gia tài chính, việc bổ sung quy định này sẽ gây nhiều khó khăn cản trở cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng đồng thời hạn chế khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp có tình hình kinh doanh tốt. Trong khi các doanh nghiệp này đã chịu sự giám sát quản lý chặt chẽ từ phía các cơ quan quản lý trong việc đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định, dù họ là những doanh nghiệp không có hoặc có ít nhất tài sản cố định. Cụ thể đó là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính như công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán. Việc siết chặt này vô hình trung làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường tài chính trong dài hạn hay như về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, dự thảo sửa đổi bổ sung theo hướng tăng thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp từ 1 năm lên 3 năm và việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức. Như vậy, chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp là các tổ chức mới được tham gia mua trái phiếu phát hành riêng lẻ. Trong khi đó, căn cứ quy định tại Nghị định số 153 2020 trên NDCB được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 65 2022 trên cp về phát hành trái phiếu riêng lẻ. Nhà đầu tư khi tham gia mua trái phiếu riêng lẻ phải có văn bản xác nhận về việc phải tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Thực ra, với các quy định pháp luật hiện hành, khung pháp lý về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đã rất chặt chẽ, đảm bảo đối tượng tham gia mua trái phiếu là những nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc trình độ chuyên môn và lẽ đương nhiên họ đều có ý thức phải tìm hiểu đầy đủ các thông tin liên quan đến đợt phát hành để tự mình ra quyết định đầu tư và sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi tham gia mua trái phiếu. do đó việc bổ sung thêm quy định về đối tượng được tham gia phát hành chuyên lẻ chỉ bao gồm nhà đầu tư tổ chức sẽ gây nhiều khó khăn và làm hạn chế kênh đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư cá nhân từ đó ảnh hưởng đến quyền tự do đầu tư của những nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước đi ngược lại với xu hướng phát triển chung của thị trường tài chính. Việc bổ sung sửa đổi luật chứng khoán phải dựa trên tinh thần bám sát theo chiến lược chủ trương phát triển chung của thị trường chứng khoán, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trong dài hạn của doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có thể huy động vốn dễ dàng, tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đánh giá về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thơ, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia cho rằng, tùy theo góc nhìn, song những bổ sung sửa đổi chính sách theo hướng thắt chặt này, trước mắt sẽ nhận được những phản hồi kể cả tích cực lẫn tiêu cực từ thị trường. Giáo sư Thơ phân tích, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI ngày nay, bất kỳ những điều luật điều tiết thị trường tài chính có thể lạc hậu rất nhanh, thậm chí trước khi chúng có hiệu lực thi hành. Điều này khiến cho pháp luật chứng khoán nói riêng và hệ thống tài chính nói chung cần phải xác định những khía cạnh chiến lược để điều tiết thị trường một cách căn cơ bền vững trong dài hạn. Phần nhiều trong các đề xuất sửa đổi luật của Bộ Tài chính là những vấn đề mang tính chiến thuật kỹ thuật, bởi nó liên tục thay đổi theo các hành vi trên thị trường liên quan đến các hành vi mua bán, nắm giữ chứng khoán, tần suất giao dịch được thực hiện bởi những người tham gia thị trường. Trong khi pháp luật chứng khoán không thể liên tục chạy theo các hành vi thị trường theo cách mà Bộ Tài chính đề xuất. Như vậy, có khi vừa sửa đổi nó lại nhanh chóng lạc hậu và việc điều chỉnh liên tục pháp luật chứng khoán sẽ khiến cho môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn. Do vậy về mặt nguyên tắc, luật chứng khoán nên hướng trọng tâm vào thiết kế những vấn đề mang tính chiến lược. Cũng theo giáo sư Thơ, pháp luật về chứng khoán không đặt ra các quy định để quản lý các thất bại thay cho các nhà đầu tư và các bên liên quan nếu nó có khả năng xảy ra, trong khi dự thảo sửa đổi luật thì ngược lại, tập trung quá nhiều về việc trao quyền cho nhà nước quản lý và điều tiết các giao dịch sao cho nhà đầu tư không phá sản, vỡ nợ ở mức cao nhất. Như vậy đã làm sai lệch bản chất của kênh huy động vốn trung và dài hạn của thị trường vốn từ thị trường chứng khoán. Theo đó, giáo sư Thơ đưa ra 3 vấn đề. Thứ nhất, luật hướng đến làm rõ và nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước thì lại không thấy đề cập trong dự thảo luật. Không thể các cơ quan chức năng có thể dựa trên án lệ vụ FLC thao túng thị trường chứng khoán để rồi cảnh báo toàn thị trường về những hành vi tương tự trong tương lai. Thứ hai, luật thiết kế phải để phòng ngừa các hậu quả dự kiến xảy ra. Thứ ba, luật được thiết kế để thực hiện sứ mệnh ba bên của nhà nước đối với nhà đầu tư, các công ty có liên quan và toàn hệ thống tài chính. Trong khi dự thảo sửa đổi luật chứng khoán chỉ tập trung vào phạm vi tác động từ phía người dùng là nhà đầu tư và các công ty có liên quan, hoàn toàn không đề cập đến hệ thống tài chính. Mặc dù bảo vệ nhà đầu tư là rất quan trọng, nhưng mục tiêu của luật chứng khoán còn là sự cân bằng sứ mệnh ba bên của nhà nước là bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm một thị trường công bằng và duy trì sự ổn định tài chính. Còn nhớ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các đạo luật chứng khoán các nước nhấn mạnh đến mục tiêu ổn định tài chính. Tương tự tại Việt Nam, cuộc khủng hoảng niềm tin trên thị trường trái phiếu cách đây 2 năm, sau đó đã làm đứng hình cả kênh tín dụng ngân hàng và thị trường vốn, làm lây lan sang toàn bộ hệ thống tài chính. Vì thế, theo giáo sư Thơ, việc thiết kế luật càng phải đặc biệt chú ý đến mục tiêu ổn định tài chính. Nếu nói về những thay đổi trên thị trường chứng khoán không đâu bằng Mỹ, nhưng họ đã làm gì? Họ không thể cứ mỗi khi biến động lại thay đổi câu chữ. Cách thiết lập các quy định trên thị trường chứng khoán Mỹ kể từ khi ban hành luật chứng khoán năm 1933 đến nay đã trải qua nhiều điều chỉnh đáng kể. Đáng kể nhất là tu chính án năm 1975 đến các đạo luật gần đây hơn như Dodd Frank. Nhưng các bạn cập nhật quy định luật hầu như hướng đến sửa đổi sao cho thị trường chứng khoán theo kịp với sự đổi mới tài chính. Còn các nguyên tắc chính về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trên thị trường cũng như trao quyền cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin vẫn không thay đổi. Thông thường chỉ được cập nhật để giải quyết các vấn đề đương đại nhưng vẫn trả lời cho câu hỏi cũ là bảo vệ các nhà đầu tư thông qua vấn đề công bố thông tin từ những nền tảng ban đầu của luật chứng khoán năm 1933. Kết hợp với các quy định về an toàn vi mô và vĩ mô để đảm bảo mục tiêu ổn định toàn hệ thống tài chính và giáo sư thơ cho rằng luật chứng khoán sửa đổi của Việt Nam phải là một bộ luật của cả hệ thống tài chính ngân hàng, nó không phải là luật của bộ tài chính. Kính thưa quý khán giả, dự thảo sửa đổi một số điều của luật chứng khoán đã đặt ra quá nhiều rào cản kỹ thuật gia nhập và giao dịch trên thị trường, khiến cho nền kinh tế chỉ còn kênh khả dĩ là ngân hàng để tiếp cận vốn trung và dài hạn. Điều này khiến cho hệ thống tài chính tiềm ẩn cao, nguy cơ bất ổn do các doanh nghiệp chỉ chủ yếu dựa vào hệ thống ngân hàng thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo sài gòn đầu tư tài chính hôm nay thân ái kính chào và hẹn gặp lại